thức sáu là nó làm cho cái ruột non mà tốt nhất là làm máu nó nhỏ ra, thức sáu nó đứng vậy cũng bằng chân nè, cái tay giờ nó co lên vậy nè. Sáu ruột non, thứ bảy là bụng đại, thứ tám là thận, thêm ba thức nữa. Là cái bài rồi tám thức này, tám thức này là mỗi sáng tập phải ba lần bốn lần vậy. Bài này mới cho bài chữa bệnh tám thức, thức thứ sáu là xong thức bảy thức tám đó, cái bài đó mỗi lần đọc ba lần có là đọc chuẩn. Ta là dung lúc này thấy không, giống đánh trưởng mà kéo càng cao là càng tốt, càng cao tốt, cú xuống đẩy thẳng tay ra, người nằm như cái bàn, cái lưng như cái bàn thẳng ra rồi lúc đó mới hai tay khép lại, đè hai ngón út đè luôn vậy, đếm 5 giây cái từ đứng lên cái xả thả ra. Đúng lên. Hạt đó ra. Thì hết hơi một cái đó. Thứ sáu. Rồi, bây giờ thứ bảy. Chuyển ăn chuyển về số nè, sao để tay vậy? Nếu mà cái tay mình nắm được thì tốt, thường anh chưa nắm được phải để vậy. Đúng là nắm như giống như bữa cái lòng cánh tay rồi cả buổi sáng nắm được thì để tay ngang lưng tay ngay cổ không chống cái chân tay này thì cái chân ở dưới nè, cái chân đứng bếp dưới cái bếp chân không? Rồi bây giờ anh xoay ra sau rồi cả một sống sống nhiều tốt là cần hai tay cái này mình sống nhiều bố 5, 6, 7, rồi vừa quay ra phía trước cũng vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi đó, xả. Ngược bên này cũng vậy, chống cái mép chân nha. Cái này cũng xoay, 1, đó, đổi bên 7 cái. Hãy sống càng nhiều càng tốt, sống nhiều vô trụ cái chân kia không phải trụ chân này, đứng trụ cái người bên kia đó, đứng nghiêng qua đó rồi sống đó, một là cho dưới đứng nghiêng thế này đứng giữ cái chỗ thăng bằng thôi, cái chân này sống giữ thăng bằng, cái trụ hết cái người qua bên này đâu phải là cái này giữ nghiêng mép vậy nè, nghiêng mép vậy đó, đứng sẵn cù chỏ phải giữ đứng lên trời, đầu nhìn lên kia đó, nhìn lên nó sẵn nó mới đã, anh cúi xuống không đã mà nhìn lên trời. Rồi phía trước là mình xoay bên kia 7 cái nữa. 1 2 3 4 5 6 7
7 rồi xả rồi tu. Đó. Động tác này để làm gì này? Đó là làm cho đi đái tốt, bọng đái. Cái này là tuyến tiền liệt á, chữa tuyến tiền liệt á. Tiền liệt tức là cái như thằng cha mà đái nó cứ chảy ra quần á. Rồi cái ông già đái lâu lắm mới ra hết nước. Còn lại xịt đái đái đêm, tiểu đêm nhiều á, tập rồi đó. Tuyến tiền liệt tức là trên dưới, trên bảo dưới không nghe đó, trong trong bệnh tình dục. Còn đi tiểu thì cứ đái đái xóm mà quần chưa chưa gì hết, cứ một đi xe cứ chút xíu là đái, chút xíu là đái. Tối ngủ đi đái cả chục lần vậy thôi, có bà ngoài kia một ngày đi 30 lần á, đái 30 lần. Nó là bệnh xóm, đặng xóm đái, đái vắt, đái dắt. Cứ cứ thấy mắc đái hoài, nó cái người đó đó. Đó, cái này tập cái này là dần dần nó hết rồi. Lạnh là uống càng mất đái hơn nữa. Ừ, lạnh thì cũng nhiều, đúng rồi, nhưng mà lúc thì anh giảm uống nước mà tập cái này rồi dần dần nó bình thường như người thường. Chứ không thôi mà đi đâu mà mình đi xe hơi bắt người ta ngừng đi tiểu, người ta cũng bực mình lắm á. Thường thường phải 2-3 tiếng mới bắt đái, lần đi cái tiếng đái cái xe nào chịu cho nổi, cho đò. Khi mà lấy là 2-3 tiếng về thôi. Ờ, nếu thành công tốt là phải nắm vậy đó á. Đó. Tay dưới là cái chân nó trụ, cái tay tay ở dưới là cái chân nó trụ đó, có đầu ngửa lên ngó cùi chỏ mà nó đó, lắc lắc hai bên. Đó là thức thứ, đó là thức thứ 7 là nó làm cho bụng lái khỏe ra, để nó thải chất nước tiểu ra, chất độc trong người bằng nước tiểu. Đi xong thức thứ 8. Thận. Thứ 8 là cái thận. Rồi thứ 8 thận là cái chân là tôi đứng vậy nè. Nhớ cái chân tôi đứng vậy. Đứng bằng bằng 5 đó, đứng lên cái 5 cái ngón. Ừ, đứng xuống cái đứng vậy đó. Đó. Đứng chân này là anh mới đầu tập cái đứng chuyện cơ. Đứng dựng ngón chân thẳng đứng lên, dựng chuyện cơ. Đứng bằng chân này thẳng luôn. Thẳng đứng luôn, càng thẳng càng tốt. Rồi, thẳng đứng lên luôn. Co cái gối thấp xuống, quỳ sắp xuống, đứng thẳng cái ngón luôn. Đó, nên nó giãn cái ngón chân đứng thẳng đó, đó nó mới vậy. Mà người cái lưng thẳng luôn, cái lưng đâu có đông bằng vậy, cái lưng thẳng, thẳng lưng thẳng băng, ờ thẳng xương đó, ờ đó làm lại đứng sát cái tượng, làm sao cái lưng phải thẳng và cái ngón chân phải thẳng đó, rồi ruồng thấp xuống thẳng lưng xuống vừa sức ăn là cái sức chịu đựng nổi thôi, đúng vậy. Cái đầu vẫn này luôn lắm mà không cứ cứ co xuống, miễn sao cái chân thẳng, cái chân mình chưa thẳng, chân thẳng rồi bằng chân còn nghiêng, nó chưa làm thẳng đứng đó, không đứng hành chỉnh đó, rồi cho đó là thận yếu đó. Đó mà cái đó là anh còn dở, đúng là không cho dịnh tường, mới đầu mới tập dịnh tường, bài này tập là phải đúng vậy đó. Rồi đó, cái thức thứ nhất là thì cũng vậy, thức thứ hai là thả chân ngửa nâng lên, do anh tập lại ngón chân thì cao lên cái này, rồi dịnh tường, rồi thấp xuống, ngửa lưng thẳng, cái chân càng thẳng càng tốt đó, thì con gãy lên nó chân nó đứng rồi, thấy sức chịu nổi là đứng rồi, yên nó đếm 7 giây, rung rung rồi thả gót xuống, thả gót xuống, đừng ngửa không, thả gót cái ngửa người ra, xè cái tay ra. Rồi em qua cho cái tập ra tập. Đó là dở quá thì dịnh tường, còn giỏi thì thôi nha. Anh tập theo luôn đi. Bước ra vậy, rộng hơn một chút. Tay này đang để vậy đó. Quơ này. Đó. Co lên này, dịnh tường này. Rồi có chân mình thấy không? Đó, xuống. Đứng cái chân vậy nè, xuống. Cái lúc chịu đứng nhẹ đếm 1 2 3 4 5 6 7. Thả gót, thả gót xuống, ngửa người ra, xe một tay ra, duỗi thẳng. Rồi anh tưởng tượng nâng gì, đứng thẳng lên, nâng thẳng đó, đứng thẳng lên đó, bung thả đó, thức thứ 8. Mỗi ngày mỗi thấp dần nữa xuống cái đất luôn, ngồi cũng ngồi dưới xe mình đứng thẳng hai chân luôn. Nhưng mà nó yếu mà yếu đầu hoàng phát cái đó đó. Rồi đứng người thả gót xuống lên. Còn thứ 3 là nó có 3 cấp. Người mới tập thì tới đây thôi. Người mới tập là vậy thôi. Người giỏi đi xuống cái dây rồi.
đó xuống tới đây luôn. Yeah. Giỏi luôn vậy đó. Thì giỏi nó đứng người mới tập nè, giai đoạn 1 là vậy, giai đoạn đó xuống nghe sao sao, giai đoạn 2 là xuống tập, xuống tập nè, giai đoạn 3 thấp nữa xuống tới đây luôn nè, đó xuống tới đây mà hai cái gót nó chui trong vậy, rồi ngửa ra vậy đứng lên. Đó cái ngọn chứ là nói thôi thôi ngửa ra. Anh yếu đứng nổi là ngửa anh khỏi đứng không anh đang ngồi đâu nghe nói cho bài thì cái ghê đó ngửa lại đứng ngay ở đó thường thường phải đọc 3 lần, lần 1 vừa 2 3 sắp dần mỗi ngày, cái lần thứ 3 nó đẹp xuống đất nó thành công. Anh đọc 3 lần 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 anh đọc cái mới đầu vừa vừa sắp thành lần thứ 2 thứ 3 3 lần mỗi lần thấp hơn một chút đó, cứ như vậy vừa tại hạ xuống nó khắp khắp nữa là chịu một lần trước nè, cái đây vừa sức ăn rồi nè, rồi thả gót đứng lên hạ một cái, lần thứ hai nó ba lần hai thấp hơn hơn cái nãy một nửa, thấp hơn một nửa cái hồi nãy xuống nữa, rồi thả gót ngửa người ra đứng lên cái thứ ba thấp hơn nữa còn là hai cái chết mẹ đó, nó là hết ba.